Chào anh em, đây là chiếc CBR1000RRR. Bản này là mới nhất 2023 luôn. Thì mình vừa mới thi công ở đây là một cái cặp đèn Lobo L12. Đó. Đèn thì mình đã lắp ở vị trí là sử dụng cái chống đổ. Nhưng mà mình sẽ đưa một cái bát inox 3-4 rất là dày để mà nó có thể chịu được cái đèn, đồng thời là nó sẽ dày thì nó sẽ chống rung tốt hơn. Rồi, mình bắt trực tiếp ở đây này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho anh em cùng xem. Thì giới thiệu sơ qua thì cái xe này nó là mẫu mới nhất 2023, thì nó sử dụng là remote luôn. Rồi khi mà mình muốn mở thì mình cầm remote lại gần. Remote của chính hãng của xe nó sẽ như thế này. Ở đây nó có một cái chìa phụ để mà mở cốp. Rồi. Bình thường không xài thì mình chỉ bị gấp lại thôi. Rồi. Ở đây nó có một cái núm nhấn giống như xe hơi vậy đó. Mình nhấn thì nó sẽ khởi động. Thì cái đèn này nó sẽ chớp để mình biết cái đèn vị trí công tắc nằm ở đâu. Thì công tắc này nó sẽ rất là thuận tiện nếu chúng ta có thể đây thì dán ở đây cũng được này, hoặc chúng ta có thể gắn ở đây cũng được, tùy theo sở thích. Rồi khi mà mình sẽ thử đèn thì mình sẽ nổ máy, tại vì để nó đảm bảo không bị yếu bình nên âm thanh có lẽ sẽ không được rõ lắm, anh em thông cảm trước nha. Khi mình nhấn đè thì nó sẽ mở đèn. Đó. Nó sẽ lên cốt, nhấn một cái lên pha, nhấn một cái cốt. Rồi lúc này sẽ là bát xin. Rồi. Nhấn nút ngoài là nút bắt xin, nhấn nút trong, nhấn giữ là nó sẽ mở. Đó, bắt xin. Đó. Tiếng động cơ là rất là lớn. Đang là xài bô zin luôn nhưng mà cũng khá là lớn. Rồi anh em nào mà có xe máy mà cần liên hệ nâng cấp đèn thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại, và hoặc là có thể gọi nhắn tin cho mình để mình sẽ tư vấn cho anh em một cái gói phù hợp nhất cho xe, vừa kinh tế vừa hiệu quả. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.